Shopanhhao.vn, click quân giá rẻ, chất lượng, uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopanhhao.vn. Shopanhhao.vn. Ok, xin tất cả mọi người nhá. Trời ơi là trời, hôm nay tem bạn với cả tem mình không ai cấm Butterfly, thế là lại có clip về vị tướng Butterfly cho đồng. Ôi, dừng tem bạn rồi. Ôi rồi ôi, đây là một cái chiêu thức gọi là cà khịa tem bạn đến từ đồng đội mình, nhưng mà đầu dạy nó gắp lửa bỏ tay người, thế là thế mèo nào nhỉ? Các bạn ghế của mình từ đầu nói cái gì đâu. Vâng, nhưng mà bạn ấy rất tiếc cho bạn ấy rằng một điều, bạn ấy không biết rằng rừng tem mình là một người rất là máu chiến. Wow, chọc luôn à, máu thế nhá. Ôi dồi ôi, anh ấy chọc em như là đè em xuống, anh ấy chọc từ bên dưới chọc lên, eo đầu thế đó chứ. Nhưng mà không sao, với cái tính gọi là ý chí kiên cường bất khuất thì em không sợ những cái vai chọc của anh ấy đâu. Tại vì em là một cô gái mặn mẽ mà, đúng không? Ui giời ơi, có gì đâu mà phải sợ hãi gì cái chứ. Bây giờ làm sao? Thế bây giờ muốn sao? Đồng đội ta mình, bạn ấy gọi là xem thường mình quá. Bạn ấy tính gọi là kiếm gọi là cho tem bạn biết là mình rất là máu chiến. Nhưng mà mình máu chiến thật các bạn ạ. Bây giờ mình thích là mình nhích luôn đấy. Võ tay không bằng võ mồm mà các bạn. Bây giờ mình cào phím thôi, chứ mình đánh thì mình không biết đến đâu, nhưng mà mình cứ cào phím trước cái đã rồi tính sau. Giờ ý kiến không? Tem bên kia ý kiến không? À, trời ơi, tuyên bố luôn cho nó màu lửa này, nói nhanh luôn cho nó vuông này. Đó, cả tem bạn luôn chứ không phải riêng một rừng tem bạn đâu nhá. Mình là mình chơi lớn chứ mình không chơi nhỏ bé chiu đâu nhá. Gáy là một khi đã gáy là phải gắt, chứ không bảo là AD tem mình tuyên lại chọc em nữa à. Ôi giời, mấy anh này cứ thấy em là anh cứ chọc tới chọc lui mà chọc lên chọc xuống thôi. Nghĩ làm sao mà con gái yêu đuối mỏng manh mà chọc nào thì chọc nào, chém cho một cái này, chém cho một cái này, đồng lắm các bạn ạ. Vâng, vị tướng cờ ra tem bạn bay vào rồi. Anh A Thu đang đứng lại đây với số lượng máu quá ít. Bây giờ mình đang lao vào cho chém nhẹ nhàng tình cảm các anh ơi. Đấu xanh không chơi kém hả? Lao vào này, lao vào này, bấm lao vào, bấm lao vào quá trời, lao vào luôn, hạ gục được một em, hỗ trợ được hai anh, ghê. Sao mấy anh ơi? Không, mình phải chiến lớn luôn, mình bè đi cho nó gắt. Ghê chưa? Không cấm Butterfly là sai lầm lớn của tem bạn. Đó, lại để vào trong tay của mình đấy chứ. Nó lại cứ gọi là đỉnh luôn. Một em thơm rừng rồi các bạn ơi. Nhiều bạn nào thích chơi vào Butterfly nhưng mà đâu có chơi được. Tại vì bây giờ Butterfly cũng khá là mạnh. Nhiều trận thì bị cấm này, rồi không bị cấm thì tem bạn nó cũng lụm lúa mất. Đâm ra thì nhiều bạn cũng muốn chơi rất là khó. Mình thì mình hôm nay hên xui các bạn, rất là may mắn luôn. Thằng Hảo đó á, đủ bó tay luôn, thế méo nào. Tôi nghĩ rồi lúc đầu cái định mệnh cái định mệnh lúc đầu ông ấy nói dừng nói tem bạn rồi là tôi nghĩ lắm rồi. Bây giờ thì lộ mặt chuột ra rồi nhá. Trời ơi, xin lỗi luôn. Không sợ, mình đâu có ngán ai, chấp cả tem bạn luôn còn được đấy chứ ở đâu à. Thì ra là thằng Hảo đó. Ái chà, biết rồi nha. Giết, xong đây anh em, quẩy, chơi nó. Vô đây, vô cái tực nhật cái tô nào. Vô cái tực nhật cái tô này. Mày à bưởi, đi y đâu con sâu để 1v1 là 2. Dạ, yeah. 2 mạng đó anh ơi. Trời ơi, thằng Hảo đó mới ghê chứ. Biết mình luôn, ghê ta. Ui, thôi, bỏ cho nó bánh man heo chết đi. Thường những người khác vào mà gặp fan mình ấy thì mấy bạn ấy sẽ bảo hi anh Hảo nha. Đây là đồng đội mình, nó không phải fan mình rồi, nhưng mà nó biết mình thôi. Thằng Hảo đó, ái chà, căng. Vô cái từng giờ cái tô rồi nó còn hãm hại gắp lửa bỏ tay mình đấy chứ. Mình có nói mèo đâu, nó nói xong nó lại bảo mình nói vớ vẩn. Thôi như miền nhì các bạn, đi về cái đã. Trời ơi, làm gì đây, mấy thanh niên lộng hành gì đây. Này, ăn bùa thôi các bạn. Mút cái mấy con bùa đã kiếm cho nó thì miếng tiền đã, chứ thật ra thì mình cũng không có nhiều tiền cho lắm tính cái thời điểm hiện tại này. Nhưng mà bạn ấy xin rồi, ok. Xin rồi thì mình cho á. Trời ơi bạn ơi, mình là con người còn đồng đội của năm mà. Thì méo nào, thanh niên gọi kia thì ăn với con bùi xanh, còn thanh niên này ăn con bùi nhỏ. Buồn thiệt chứ. Cái chiêu cuối này mình chưa chỉnh cái chế độ gọi là tự chọn rồi. Các bạn ít khống chế lắm các bạn. Đâm ra thì mình sẽ lên cho nó cái giày ở Hermes nha. Lại thêm cái bé Ryoma nữa, chán sống rồi hả anh? Bây giờ anh muốn cái gì anh nói luôn đây này, muốn chết đúng không? Muốn chết thì em tha cho anh, còn anh mà muốn sống thì em giết anh luôn nhá. Nhá, đừng có giỡn mặt nhá. Một cái pha lao vào đấy từ các bạn. Ferret cố gắng chạy rồi, mình chạy ra mình nhòm cái thôi. Nhòm cái thôi mà. Em nhòm cái chú díu thôi, anh làm gì căng. Nào, trời ơi, người ta mới chỉ nhòm ngó cái thôi nó đánh mình luôn các bạn ạ. Mấy cái anh Thu này cục xúc quá. Nào, cục xúc quá. Ô, sao lại đưa mình về này nào nhở. Bấm chiêu cuối lên luôn. Yes, xong lên. Có ai đây không? Yes. Hello baby. Trời ơi, không làm được. Ê, đây rồi. Mỡ đâu mà dâng miệng mèo. Thịt dâng đến mồm thì làm sao mà thoát làm sao được. Ai, trái đông dữ vậy ăn. Trời, mấy ăn đông dữ ta. Gắt nhỉ. Ôi dồi ôi. Mấy anh làm thế là chết em mà chứ. Trời, lúc đầu tưởng có mỗi một mình vị tướng Caffeine đâu. Một lúc sau mẹ Caffeine chết một cái mấy anh lòi mặt ra. Trời ơi, người ta gọi là cháy nhà mới là la mặt chuột đấy. Mấy anh lòi mặt chuột của mấy anh ra làm hô hồn chết em luôn. Em đâu có biết đâu. Thả bướm, đúng rồi, hay quá. Con bướm chất lượng. Good, bướm chất lượng đấy. Giờ mình sẽ lên đam cho nó nha các bạn. Sư xuyên phá này, phức hợp kiếm này. Xong rồi mình sẽ lên cho nó cái hai cô liên tịnh nộ. Món cuối cùng sẽ là giáp hộ mệnh. Đấy, những món trang bị của mình sẽ lên ở trận này. Nếu các bạn không thích lên cho nó cái gì mà Leviathan ấy, các bạn có thể lên thẳng cho nó kiếm chi hồn luôn cho nó mạnh, đảm tỏ lắm. Nhưng mà lên kia đao kiếm chi hồn thì sức chịu đựng của nó sẽ không được là bao nhiêu. Còn nếu các bạn lên cho nó cái gì mà Leviathan này thì nó sẽ trâu hơn một chút. Nhưng mà đam cũng rất là to nha. Các bạn đừng nghĩ rằng lên cái dìu này mà không có đam đâu. Nhầm đấy. Nhầm nhọt quá trông cho liền. Không tin các bạn cứ để tí nữa rồi xem nhá. Mình lên cho nó xong cái thương xuyên phá cộng cái phức hợp kiếm nó đánh rồi các bạn. Không mê không tính tiền. Đó, ghê chưa. Phải mê. Mê mới like đúng không. Không mê sao like được. Mọi người cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Vô đây anh ơi. Đừng có chạy anh ơi. Úi giời ơi, làm sao mà phải chạy đấy nhỉ. Em là em gọi là em ăn mặn đây. Dạo là ăn có khỏe không ạ? Hỏi thăm sức khỏe xíu thôi mà. Làm gì chạy dữ vậy. Rồi nó phang rồi. Đất đông và hung hãn. Bây giờ mình lao vào nhưng mà đầu xanh nó đông quá chứ đông luôn. Thôi em bỏ của em chạy lấy người đây. Nói chung là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc nào mà mình cũng lao cái đầu của mình lên nó đánh mình chết. Vì thế lên như mày ăn nhì các bạn ạ. Nếu mà trong trường hợp mà mình chạy được thì mình cứ chạy thôi. Dừng chạy hãy chạy chứ. Không chạy đánh em chết sao. Ôi dồi ôi. Thấy các bạn đông vậy là mình phải chạy thôi. Chứ không nên gọi là tham gia giao tranh được. Đây này. Nó cũng đông thịt này cơ mà. Sao mà em đánh lại được bây giờ. Khổ quá cơ chứ. Rừng nhát vờ lờ. Tức người ta gọi là đôi lúc mình phải tính toán. Chứ không phải là muốn nhát là nhát đâu. Anh em lại cứ thế. Nên cứ bảo mình nhát. Mình chấp hết đi nhát nào. Nếu mà mình thấy các bạn đông người mà mình vẫn cứ lao vào ấy, thì người ta lại bảo ôi rồi ôi ngu người đấy. Từ từ gấp gì để tí nữa. Vâng, cái thanh niên van heo vẫn rất là gọi là đi cà khịa các bạn, gọi là nói mình ghê chứ bó tay luôn. Nghĩ sao ấy trời, lớn thế này rồi chơi xấu thì chứ sao không nói là van heo đi, một mình tôi chấp hết đi, tôi đây cứ kiểu đi, mình cứ lôi mình vào thế nào ta. Em có nói cái gì đâu, các bạn nó đông thế sao em dám nói được, quánh nó luôn. Dám bảo người ta nhát hả? Được rồi, đầu xanh nó mười xanh này thì nhát này, hãy xem đây, giết hết, trả espresso black tôi cho 30 triệu. Ôi rồi ôi. Đúng là một phút ngu si là cuộc đời nó đi nhanh quá. Quá nhanh luôn. Chơi nó đéo tí được luôn đấy. Thôi tôi chắc là mình nên nhát một tí đi ha. Cái ông van heo ông chán quá. Thôi được rồi. Đây để tôi nói thẳng một câu luôn. Này các bạn tuổi gì. Được chưa. Khổ thế cơ chứ. Tí mèo nào ông nó vẫn cứ chăm chỉ chat thôi. Dừng tôi nói ta bạn tuổi lờ. Gắt thật sự luôn. Thằng Hảo đó, phải xử lý nó. À, bây giờ bạn ấy, cái trận này nếu mà Van Heo tay mình mà nó ở tay bên kia thì thôi rồi luôn. Nó cam mình từ đầu đến đít luôn. Nó đánh mình không ra được khỏi nhà luôn. Hoặc là nó đánh mình xong mình đập cho nó chết như nhái luôn. Một trong hai đó, trong trường hợp đó. Thế là nó ở tay mình, thế là nó bắt đầu chơi cái chiến thuật gọi là biến thái. Một cái chiến thuật mà không một người đồng đội nào người ta làm. Đó chính là gáy cứ gắt nhưng mà lại kêu người khác gáy, đuổi nhau chứ em hiểu kiểu gì. Yo, chơi nó, bắn nó, quán nó. Rồi xong, lên đường trên luôn. Ồ, anh A Thu, chỗ anh đứng ở trong đó có một gọi là nóng lực không anh? Trốn trong cái bụi cỏ từ nãy đến giờ cứ đứng nhòm nhòm thôi, ông này cứ tưởng là trong cái bụi cỏ đó không biết con nóng kẻ bay vào này. Giờ mặc hả chết nè. Đây anh A Thu đây rồi, con nàng đây rồi, con nàng đây rồi. Rồi tiếp theo là bé Ryoma luôn. Trời ơi là trời quánh quá, trời quánh luôn, được có kill một. Còn đâu hỗ trợ không? Gì thế? Anh ăn cơm phải cho em ăn cháo chứ. Ít gì cũng phải cho em ăn hai mạng em đỡ buồn chứ. Em đánh như thế mà ăn được có kill một. Quá thất vọng. Buồn như con chuồn chuồn các bạn ạ. Oh my god. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi 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 ôi, làm gì thế? Cứ đi. Sao? Anh em muốn sao? Khoái rồi chứ gì? Bây giờ khoái rồi chứ gì? Tuổi gì? Trời ơi, 4 kill. Trận này tính ra mình hỗ trợ nhiều mình có ăn được mạng mấy đâu. Được có 4 mạng bộ. Trong khi đó đồng đội mình hỗ trợ cho đồng đội mình thì 10 kill luôn. Gắt không? Các bạn thấy khoái không? Các bạn xem clip của mình thấy ô con nhà bà kê thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like với nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Dạo này lượt đăng ký với cả view nó lên chậm quá. Anh em có cách nào giúp mình chia sẻ phát cho nó lên đề xuất xíu xíu cho nó vui cửa vui nhà cái nào. Mấy bạn buồn quá cơ. Mình phải gọi là mạnh mẽ. Nhưng nỗi sợ hãi là cái gì mà các bạn cứ phải không dám làm những cái điều đó là thế nào nhỉ? Chia sẻ chơi. Yo. Wow. Let's go. Xông lên anh em ơi. Dí gớt. Đồ đấy. Cơ hội tỏa sáng ở đây chứ đâu. Em tới đây. Mấy anh ơi. Một em. Tiếp theo là em nào. Rồi giết mà Ryoma chạy nhanh quá các bạn ạ. Chạy quá nhanh luôn. Bây giờ tới lượt Ferret em mình cũng chạy nhanh quá luôn. Vâng. Này thì dí theo này. Dí theo hả? Vô đây mình kiếm chuối nè. Trời ơi bây giờ mình là thời của mình tới rồi đấy các bạn. Em của Linh trịnh nộ đấy. Nói chung là lên xong cho nó cái món thương xuyên phá cộng với cả phước hợp kiếm là đam mình bắt đầu to rồi. Bây giờ có Hermes thịnh nộ nhưng mà hết nội tại rồi. Nhưng mà giờ tiền mình cũng chẳng đủ để mua cái gì hết trơn. Đâm ra thì mình cứ để nó đã thật tạm cái đã. Nào bay vào nào. Ui choáng kìa. Ôi choáng đau thế nhờ. Ghê chưa các bạn thấy mình xanh chưa? Hỗ trợ 12 mạng đấy. Bây giờ số trợ 12 mạng mà chuyển qua ăn mạng thì hơi bị ngon luôn. Nhưng mà trận này đen do mình đen thôi chứ không phải là mình gọi là đánh không hay nha. Đánh đen thôi cho đen thôi, hỗ trợ nhiều đen thôi. Bay chiu bay chiu này. Rồi Tara này, Ryoma này. Oh my god. Xông lên anh em. Chơi nó. Hãy xem ta đây. Một bên tôi chấm hết. Chết mà nè. Chơi này. Double kill rồi. Ra đây. Triple kill. Water kill. Tuyệt vời. Một cái pha ăn water kill đến từ vị tướng Butterfly. Rất đẹp mặt và xuất sắc. Huyền thoại. Sao không được water. À Van Heo ăn mạng đầu cuối à? Bó tay luôn. Trời ơi. Bó tay luôn. Rồi Van Heo nó sơi luôn các bạn ạ. Chán nhường cho mình mạng nào. Chán thế cơ chứ cái ông Van Heo này. Con này chơi vui phết nè hả? Quái ấy gì. Con tướng đó chơi cũng khá là ok các bạn. Đi tròn đồng đội với cả. Ô thế là thắng à? Thế mình còn chưa chuẩn bị tinh thần thắng là đã thắng rồi à? Ôi chán thế. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình. Bạn nào muốn mua nick của mình thì vào shop của mình dưới phần mô tả video nha các bạn. Nếu có lỗi lầm gì thì nhắn tin và hỗ trợ giúp mình với nha. Giờ mình nghỉ đây.